Chào các anh chị và các bạn, thì mình sẽ giới thiệu các anh chị các bạn về cái ca trái ô môi. Lúc nhỏ thì cũng thường ăn trái này rồi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu công dụng của cây ô môi mà ít người biết. Thì bữa nay thì mình về thăm ngoại quê ở Đất Đỏ, Bà Rịa đi vào đó, mình phát hiện ra vì mình mua cái quả ô môi về ngâm rượu. Thì cái công dụng của cái quả ô môi được đông y chứng minh nó rất là tốt cho sức khỏe. Về tác dụng của rượu ô môi thì nó chữa trị đau thấp khớp nè, giúp sự tiêu hóa tốt nè, ăn ngon miệng, ngủ tốt, trị đau lưng, đau xương của người cao tuổi. Thì cái rượu này vì mình sẽ ngâm một cái hũ thì khoảng là 3 đến 6 tháng mình sẽ dùng. Và nhân cái clip này muốn giới thiệu anh chị về cái cách mà lấy cái cơm của cái trái ô môi này và cái mô tả cho anh chị biết là cách gọt và cách ăn, và để nhằm mục đích anh chị gợi nhớ lại kỷ niệm hồi xưa của anh chị, và kể cả Sunny Đòn cũng vậy. Rồi mời anh chị theo dõi cái clip nha. Cái cây nè, cái ô môi. Sợ không? Có đâu mà sợ, bình thường mà. Rồi hôm nay giới thiệu các anh chị cái này là trái ô môi nha. Bây giờ thì khó kiếm, hồi xưa thì nó mọc đầy dưới quê á, giờ khó kiếm lắm, giờ phải mua. Đây cái này là gì, mua Đất Đỏ đúng không? Bao nhiêu là nguyên một đống năm cây này? 15.000 đúng không? 15.000 năm cây. Đó, cái cây nó như thế này nè. Hồi xưa mình muốn ăn thì mình sẽ dạt ra hai bên. Đó, mình dạt ra hai bên rồi xong là mình ăn thôi. Nhưng mà cái này thì mình sẽ chặt để ngâm rượu. Ăn thì cái này nó ăn nó hơi ngọt ngọt nhẫn nhẫn. Ngon lắm, ăn nó dính miệng tùm lum la. Hồi nhỏ thì ưa ăn cái này, thì anh chị thì thường thường không biết là anh chị có ăn nào cái này chưa, bao giờ chưa. Rất là ngon. Cây này đánh kiếm chiu 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 chiu. Khi mà mình chặt ra thì nó sẽ có một tầng khoanh, tầng khoanh vậy nè. Rồi thế là mình lấy ra mình ăn thôi. Để cháu tắt đi, tắt ra ăn nè. Coi chừng nó rớt. Đó, khi mình tách ra đó thì nó thành một cái miếng như thế này nè. Lâu quá quên, không có ăn á, quên cái vị của nó như thế nào. Ầm ra. Lát hỏi lên Facebook mày dạy trên đó. Gặp bà già cái nói tôi gặp bà già nó ngọt ngọt, tôi nhớ hoài tôi quá. Nhớ chứ. Ngọt 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 nhưng mà nó hơi chát chát. Có bà gì đẹp quá mà không chồng. Có bà gì đẹp quá mà không chồng. Mày làm cái một đó là một, mới là một chủ yếu. Bà chuyên gia cung cấp ô môi. Ý cái trái ô môi này giống như là bế quá ha. Ô môi. Ê sao sao nhìn mà giống ô môi vậy? Là nó đó. Đúng không? Là nó dính dính như thế này nè. Đó. Liếm ra. Đẩy sẽ đẩy được. Nó ngọt ngọt, nó hăng hăng ha. Thì ngâm rượu trắng chừng nào mới uống, uống để làm gì? Nó có tác dụng gì? Vậy luôn hả? Thôi nói. Tôi đã từng bị sơ gan, tôi uống cái hũ này.
Mày hiểu đây là vẫn còn mạnh. Đây, đồ vẫn còn mạnh. Đó. Đây, ngâm rồi. Ý cái này có mực ong mà. Kết hợp chứ. Kết hợp. À, kết hợp. Mực ong. Đó, cái hũ nè. Ao ra chút xíu. Tổ đây. Tổ ong. Cái này là tổ ong nè, đúng không? Cái trên là tổ ong. À, tổ ong, còn ở dưới là ô môi hả? Trái trái ô môi hả? Với lại sâm con đảo. À, ô môi là sâm, nói chung có một số vị thuốc bắc bỏ vô. Không, không. Không luôn. Chẳng có gì hết. Mà ngâm bao lâu thì mới uống được? Khoảng 2 ngày. Ngâm 2 ngày là chơi liền hả? Chơi liền. Trời ơi vậy. Hả? Sao ngâm phải ngâm lâu chứ ngâm 2 ngày sao có tác dụng? Nhưng mà ô môi cái đặc thị ô môi. Nói chung là các bạn uống này vô là trở thành ô môi. Nói tóm tắt vậy. Nói tóm tắt vậy cho dễ hiểu. Muốn làm ô môi không? Uống vô thành ô môi luôn. Rồi, anh chị nào mà đã ăn cái trái ô môi này vui lòng comment nha. À, hồi xưa là lấy cái cây này, một là cây hoa phượng, cây điệp á, nó có để làm kiếm, hoặc là cái cây này làm kiếm cũng được nè. Rồi ăn nó luôn. Ăn nó là bật ngửa luôn. Ăn bật ngửa luôn á, trở thành ô môi luôn. Ăn bật ngửa luôn. Ai mua xin liên hệ. Ai mua xin liên hệ. À, Đức Đỏ thì mình sẽ gửi cái mình để cái số điện thoại của mình đó ở dưới mô tả của cái clip này. Rồi ăn, mình ăn khúc này nữa nè. Ăn cái này nó nhẫn nhẫn cũng ngon nè, nó dính dính như thế này ha. Chị có gì không, bỏ vô hăng ngâm gì luôn. Lột ra. À lột ra hả, có cái chén gì không? Có chén gì bỏ ra luôn. Giờ mình sẽ tách cái này ra. Mình bỏ ra cái chén. Để gì mình ngâm rượu, cái này là trái ô môi thì ngâm theo như các anh chị biết cái gì nhỏ thì mình ăn trái ô môi nhiều rồi, nhưng mà lâu quá thì mình không thấy phải đó. Hôm nay thì về quê ngoại ở Đất Đỏ thì thấy trái ô môi này, quay cho các bạn xem để các bạn hình dung được kỷ niệm hồi xưa này mình đã từng ăn cái trái này rồi. Đó, hai cái này thì mình sẽ dẹt ra nè. Đó, sẽ dẹt cái sườn này ra. Nó trở thành giống như cái miếng như thế này. Rồi bây giờ mình lấy cái chén rồi mình tách cái này ra, tách ra. Môi và cái môi ha. Rồi nếu anh chị đã từng dùng cái này á, thì anh chị vui lòng comment ha, thì coi cái này thì ngâm rượu nó trị cái gì, và anh chị ăn thì cái mùi vị thì anh chị hãy comment để nhớ lại hồi xưa mình anh chị đã từng ăn cái này như thế nào ha, nó rất là ngon. Đó, cái trái nó nè. Cà phê phin, cà phê sữa, ăn cái này vô uống cà phê sữa là lát là xong luôn đó. Mà sao ăn cái này vô uống cà phê sữa lát có chạy không? Đi luôn đó. Đi luôn hả? Đi luôn. Đi ấy đó hả? Ghê quá. Thôi cài uống miếng đi. Lấy cho ta đòn. Uống miếng. Cái này phải lấy cái hộp ra ngâm à? Phải lấy cái hộp ra chứ. Tiền lát lấy cái hộp ra để dành cái hộp chơi lô tô. Ngu mà được 10 điểm hết à.
Rồi, cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem cái clip của Sunny Đòn. Hy vọng rằng các anh chị các bạn sẽ nhớ lại kỷ niệm xưa với trái ô môi này. Và trái ô môi này mình ăn, mình đã chặt hai bên và mình ăn nó nhẫn nhẫn. Và cái thứ hai là một cái món mới, đó là mình giặt ra ngâm rượu trắng để mình có một cái thuốc đặc trị nào đó. Thì mình sẽ lấy thông tin trên Google đó để mình add cái link ở dưới để cho anh chị hiểu. Và nhằm mục đích là ôn lại cái kỷ niệm xưa thôi. Bye bye các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những cái clip sau. Để ủng hộ kênh Sunny Đòn thì các bạn nhớ like, comment, chia sẻ những kỷ niệm xưa và đặc biệt góp ý. Và một điều rất quan trọng để follow Lang Thang Sunny Đòn thì các bạn nhớ subscribe, là đăng ký kênh. Bye bye các anh chị các bạn. Nhân đây cũng chúc các anh chị các bạn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye. Follow Lang Thang. Follow đây. Hồi bữa đi ở đâu mà quay cảnh đẹp dữ à? Ở đâu? Ở cảnh mô tả coi, nói cái clip đó nó làm sao? Y như là lúa gạo. Một cánh đồng y như là ở trên núi gì đó, lúa gạo. Cái ở dưới Cần Thơ. Thơ hả? Trên cái đồi núi mà quay xuống y như một cái thung lũng gì đó. Ở Đà Lạt ta. Không phải Đà Lạt, ở đâu? Nhiều lắm rồi, nhiều quay nhiều lắm. Có biển không? Có nước không? Có biển. Ừ. Rồi tay gì tay gớm không? Ừ. Ồ, cái này mà để vậy là ngủ ha, ngủ xong chét lên tóc này nọ đồ. Mái tóc mà mượt mà. Tâm sự là chim biển. Đó, sau đó thì mình lặt cái hộp ra. Thế là để dành chơi lô tô. Rồi những cái trái này nè. Rồi xong rồi mình sẽ ngâm, mua rượu về mình ngâm. Ngâm vài tháng nữa thì mình dùng. Thì không biết là cái này dùng để làm gì thì mình sẽ search lên mạng và mình sẽ để cái mô tả phía dưới đó để cho anh chị các bạn biết. Còn nếu mà anh chị các bạn mà thấy cái trái này ngon thì mình cứ vùng nông thôn ở Nam Việt Nam thì trái ô môi này nhiều.